Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi trò xếp hình Pikachu. Hai con rùa. Đây con Togepi. Hai con tím. Đây có con biến hình. Đây thì con bướm. Cái bên này thì có con ong. Hai con bướm. Đổi vị trí rồi. Hai con ong. Quack.
hai con cú. Đây coi cá sấu, đây coi cá sấu. Qua màn 1 rồi. Bây giờ tới màn 2. Bò cạp tím nè, đây có con bướm nha.
Mình không thấy chỗ nào hết. Đâu hết rồi nhỉ? Đây. Còn cái ngựa. Ở đây có ba cái con này nó thẳng hàng luôn nè. Đổi vị trí nữa rồi. Đây có hai con bò cạp tím.
đã vị trí rồi. Pikachu. Con biến hình nha. Cái sống quá. Uh-oh.
Vậy là mình chuyển lên phía trên, phía dưới thì không có, thì mình chuyển lên phía trên. Có dịch cô ta ở 24.
chọn đi một nước rất là hoàn hảo. Qua màn năm. Còn 5 lượt đổi nữa mà. Đổi vị trí nữa rồi.
mình qua bàn 6 nha. Bàn 6 thì cũng khá đơn giản thôi. Không có con rùa nào. Hai con bóm, hai con bóm nè. Sáu quá nhanh thế.
8. Mình không phát hiện ra vị trí nào đó. Đổi vị trí. Thank you.
còn hai cái vị trí đổi nữa thôi nha, khá là nguy hiểm đó. Bây giờ mình qua tới màn chính là màn cuối nha. Để mình xem à, bên này có cái vị trí nào không?
Tôi lúc này thấy khó rồi nha. Khá là khó. Là không qua bằng chính rồi nha các bạn. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.